Sáng nay, huyện Kim Động tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân. Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ quy trình kiểm đếm bắt buộc đối với 44 hộ gia đình thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân không phối hợp với Hội đồng Bồi dưỡng hỗ trợ huyện trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân. Quá trình thực hiện cưỡng chế kiểm đếm đã diễn ra công khai, khách quan, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả. Sau khi tổ chức cưỡng chế hoàn thành, Ban thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã tổng hợp biên bản kiểm kê và bàn giao hồ sơ về Hội đồng Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.